Từ ngày 6 tháng 9 năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ sử dụng hoàn toàn văn bản điện tử hành chính có xác thực sự ký số trên hệ thống quản lý văn bản hồ sơ điện tử. Để triển khai tốt việc áp dụng các văn bản điện tử và chữ ký số, Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài nguyên Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước cho các cán bộ lãnh đạo, công chức, nhân viên, viên chức các đơn vị trực thuộc Bộ nhằm giúp cho các đơn vị trực thuộc bộ sử dụng chữ ký số một cách hiệu quả, thành thạo, góp phần nâng cao chất lượng công việc và tạo thuận lợi cho công tác chỉ đạo điều hành của từng đơn vị nói riêng và bộ ngành tài nguyên và môi trường nói chung. Bên cạnh việc phổ biến các kiến thức, vị trí vai trò của chữ ký số, Cục Công nghệ Thông tin và Dữ liệu Tài nguyên Môi trường cũng hướng dẫn các cán bộ, công chức trong bộ cài đặt sử dụng phần mềm chữ ký số trên thiết bị di động thông minh, hướng dẫn các quy trình xử lý, phiếu trình giải quyết công việc.